Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với Plur. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Nhiệm vụ của các bạn là nhìn vào những từ này, số này và xem chúng có liên quan gì tới sách. Nghe khá là đơn giản đúng không các bạn? Dạ, chúng ta cùng. Let's go. Ở đây mình có rất nhiều số, ví dụ 1977, quê hương đồng khởi xứ dừa, 23, hồng nhãn, đom đóm, 4, thanh long và 11/6/2020. Mình sẽ dành cho các bạn 15 giây để nhìn lại xem chúng có liên quan gì tới sách. Thời gian đã hết, mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xem những thứ này liên quan gì tới sách nhé. Chúng ta cùng đến với ô đầu tiên, đó là 1997. Nó khá là đơn giản, đó chính là năm sinh của sách. Cái này hầu như ai cũng biết rồi đúng không các bạn? Tiếp tục, ô thứ hai mang chữ quê hương đồng khởi xứ dừa. Nếu các bạn nào chưa biết quê hương đồng khởi xứ dừa, đó là Bến Tre, mà Bến Tre là nơi sinh ra sách. Xác, nó rất là liên quan với sách đấy, Bến Tre mà. Ô tiếp theo chính là số 23. Đố các bạn biết nó là số liên quan gì tới sách nào? Mình đếm đến 3 này, mình cùng các bạn cùng nói luôn nhá. 1, 2, 3. Đó chính là tuổi của sách. Hiện tại đến bây giờ chắc chắn là có rất nhiều bạn nhớ năm sinh, ngày tháng năm sinh các thứ, nhưng lại quên mất tuổi hiện tại của sách là bao nhiêu. Hồng nhan là chữ nằm trong ô tiếp theo. Hồng nhan thì có rất nhiều ý nghĩa, đó là một bài hát của sách. Dạ, chắc chắn là vậy rồi. Nó là một bài hát làm nên tên tuổi của sách. Cái này thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Và trước bài này thì có rất nhiều bài hay, nhưng Hồng nhan là bài đánh dấu tên tuổi của sách. Ô tiếp theo là chữ đom đóm. Đom đóm là một loài côn trùng mà ban đêm nó nhấp nháy trong ngày sáng. Đó. Và đom đóm cũng là tượng trưng cho fan club của sách. Chắc chắn là các bạn đều biết rồi đúng không? Khá là đơn giản và rất liên quan tới sách. Lại là một con số nữa. Đợt này các bạn biết cái số 4 liên quan gì tới sách không nào? Mình đếm đến 3 đó, là mình cùng các bạn cùng nói nhé. 1, 2, 3. Số 4 đó là tháng sinh của sách. Chắc chắn là nhiều bạn khó có thể đoán ra được nó liên quan gì tới sách. Mình kể, mình ghi cả tháng ngày tháng thì các bạn có thể đoán ra được ngay đúng không? Nhưng mình ghi nguyên tháng số 4 rất là khó. Tiếp theo là chữ thành long. Tưởng chừng nó không liên quan gì tới sách. Thành long có một tên khác là Jackie Chan đúng không? Mà sách đặt tên nghệ danh của mình theo tên của Jackie Chan, đó chính là sách. Vì lấy tên đấy cho nó ngắn và với nó mang về kỷ niệm với cha của mình. Đấy là theo như sách chia sẻ. Giờ chúng ta cùng đến với ô cuối cùng của cái video này nhé. Ô cuối cùng nó là ngày 11/6/2020. Mình đố các bạn nó có liên quan gì tới sách. Mình cho các bạn trong 5 giây nhé. Cái này nhiều bạn sẽ không biết và nhiều bạn cũng sẽ biết. 11/6/2020. Từ nãy giờ chắc khoảng gần 5 giây rồi, mình cho thêm 2 giây nữa nhé. Thì chắc cũng khoảng còn 1 giây nữa này. Rồi, thì mình nói luôn kết quả nhé. Hay đợi tí nhở. Mình nói luôn này. 11/6/2020 đó chính là ngày thành lập công ty J97 Entertainment. Vậy là chúng ta đã đi hết tất cả các ô và các bạn hãy bình luận ở dưới xem các bạn đã trả lời được mấy ô nhé. Các bạn nhớ đăng ký và subscribe, theo dõi và nhớ ấn chuông để xem những thử thách tiếp theo về Jack nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.